Rồi, xin chào các bạn, mình là Xuân và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái kèo Procoin này nhé. Làm cái kèo Procoin đầu tiên các bạn sẽ vào cái phần link đăng ký Procoin Europe. Và cái Europe này khi các bạn làm thì các bạn sẽ nhận được 10 đô cái đồng Procoin này nhé. Và ngoài ra nếu như giới thiệu bạn bè tham gia thì các bạn sẽ nhận được 7 đô trên một người tham gia nữa. Đầu tiên các bạn sẽ ấn vào cái link đăng ký Europe này. Đấy. Sau khi đây nhấn vào cái link đăng ký xong, nó sẽ chuyển bạn đến một trang web, và trên đây bạn có thể nhìn thấy này, đây là cái số thời gian còn lại, thì hiện tại nó chỉ còn một ngày và 18 giờ nữa thôi. Đấy, kèo này nó kết thúc sớm nha. Đấy, hoàn thành các nhiệm vụ giới thiệu bạn bè để nhận được 7 đô cho một người này. Airdrop này có giá trị là 1 triệu đô. Đấy. Ngoài ra thì 5 cái người mà giới thiệu được nhiều bạn bè nhất thì sẽ nhận được 1.000 đô đó. Đây là để làm cái này, các bạn có 5 cách để tham gia. Thì cái này như là mình không... Đầu tiên các bạn sẽ ấn tweet on Twitter này. Cái này mình đã ấn rồi, mình không thoát được. Thì tức nghĩa là các bạn sẽ ấn vào một cái bất kỳ nhất, tweet on Twitter chẳng hạn, nó sẽ hiện lên một cái bảng là yêu cầu các bạn là muốn đăng nhập bằng Twitter, Facebook hay là cái gì thì các bạn có thể chọn một cái nhé. Sau khi đăng nhập vào tài khoản này xong thì bạn sẽ làm lần lượt từng cái này một này, đó là tweet lại cái tweet đấy. Thì khi mà các bạn ấn vào đây thì nó sẽ ra một cái điều hướng, đó là yêu cầu các bạn là đồng ý cho một cái ứng dụng kia nó truy cập tài khoản Twitter các bạn, thì các bạn sẽ ấn đồng ý, sau đó các bạn sẽ ấn tweet đăng cái tweet của nó bình thường nhé. Tiếp tục đó là soi nó trên kênh Telegram này. Tiếp theo là các bạn điền cái ví Ethereum của nó của các bạn vào này. Và tiếp tục cái cuối cùng cũng là tweet thêm một cái tweet nữa. Thì nè, muốn xem thêm thông tin các bạn thấy vào cái phần detail rule này đấy, đấy thì lại nó chỉ là join vào cái group và các bạn sẽ nhận được 10 đô, và top 1 đến 5 người sẽ nhận được 1.000 đô này nữa. Đây, ngoài ra thì nó có mấy cái yêu cầu nữa, đó là các cái tài khoản giả thì nó sẽ không chấp nhận này, và cái thứ hai đó là các cái nhiệm vụ xã hội ấy, thì với cái link Twitter các bạn thì các bạn phải có ít nhất là 25 người theo dõi, và thời gian lập cái Twitter là hơn 1 tháng nhé. Nếu Twitter mới lập mà dưới 1 tháng là nó không đồng ý tham gia Aerobe này. Đấy, cái Aerobe này rất là đơn giản thôi, các bạn làm nhanh và tham gia nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.